Gia Lâm là xã thuộc vùng bán sơn địa của huyện Nho Quan, điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, số hộ nghèo của xã còn 2,44%. Để thực hiện mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025 giảm số hộ nghèo xuống còn dưới 1%, Gia Lâm chú trọng chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, khuyến khích, tạo điều kiện để người dân nhân rộng mô hình có hiệu quả. Với diện tích trên 3 sào đất màu, gia đình ông Bùi Văn Ngữ, thôn 4, xã Gia Lâm đã mạnh dạn tìm hướng đi mới bằng việc đưa vào trồng hơn 350 gốc đào. Sau thời gian học hỏi, đúc rút kinh nghiệm, đến nay mô hình của ông cho thu nhập khoảng 70 triệu đồng một năm. Mình chăm bón phun thuốc cho nó rồi coi tưới phân. Thì một năm nếu mà cái đào này nói về cắt tỉa của nó thì nó cho phép cắt được tới 4 lượt. Chúng tôi phải khoanh, phải hãm hết. Nó khoanh, khoanh lùng quanh gốc. Đấy, là coi không cho nó vọt nữa, để coi như hãm lại, nó chừng cái lá lại, coi như nó vàng ra như kia, thì bắt đầu nó mới có nách nụ. Qua quá trình canh tác cho thấy, cây đào phù hợp với đồng đất địa phương, quy trình trồng và chăm sóc không phức tạp, hiệu quả kinh tế cao. Vì vậy đến nay diện tích cây đào tại thôn 4 đã được mở rộng lên trên 6 hectare. Được sự tạo điều kiện của xã, các hộ dân đã liên kết thành lập tổ hợp tác với 20 thành viên để chia sẻ giúp đỡ nhau về kỹ thuật trồng và chăm sóc, cũng như tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Cái thị trường thì hầu như các năm gần đây đấy, thì kể cả từ khu vực Hà Nội đến các khu vực tỉnh lân cận cũng đã về đây để mà thu mua. Nếu mà chúng tôi mà cung ứng cho các huyện lân cận đấy, thì cái số lượng đào nó đang dư thừa. Vì thế nên là chúng tôi chỉ mong muốn làm sao để nhất là về khoa học kỹ thuật là cũng được sự hỗ trợ từ các hội cấp trên và của nhà nước, của các ban ngành, các cấp. Và hai nữa là hỗ trợ chúng tôi về cái tiếp cận về cái công nghệ thông tin để chúng tôi có cái đầu ra. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, đưa những giống cây trồng mới vào sản xuất đang là hướng đi được các cấp ủy chính quyền, tổ chức đoàn thể xã Gia Lâm tập trung lãnh đạo người dân thực hiện. Hiện xã có trên 12 ha sản xuất các loại cây trồng mới như trồng đào, rau sắn và các loại cây dược liệu cho giá trị thu nhập đạt trên 110 triệu đồng một ha một năm. Tổng giá trị của các cây trồng mới này trong năm 2020 ước đạt trên 12,5 tỷ đồng. Đảng ủy xã Gia Lâm đã xây dựng kế hoạch để chỉ đạo nhân rộng các cái mô hình sản xuất, chủ yếu là sản xuất hàng hóa để nâng cao cái thu nhập cho bà con nhân dân để giảm nghèo bền vững theo nghị quyết đã đề ra. Đa dạng hóa cây trồng, ví dụ như các cái cây rau như rau sắn, rồi là các cái cây hoa, rồi cây ăn quả. Nhân rộng các cái mô hình thì đã chỉ đạo các cái đoàn thể, đặc biệt là cái hội nông dân xã, thì đã tổ chức các cái tổ hợp tác xã như hợp tác xã cây cảnh, hợp tác xã sản xuất rau an toàn. Hiệu quả của những loại cây trồng mới là động lực để cấp ủy chính quyền và người dân nơi đây mạnh dạn thay đổi tư duy, tập quán canh tác, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giảm nghèo đã đề ra.